Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Trong bài giảng hôm nay, thầy xin giảng các em làm bài tập trong buổi bài tập toán lớp 4 sức kết nối chi thức cuộc sống. Trong lúc xem bài giảng, Thầy Liêm các em phải dễ hiểu. Các em sẽ bấm và chia sẻ video. Chào mừng bạn cùng xem. Giờ hôm nay mình sẽ làm bài tập của bài 50 tiết số 1 trang 45-47. Trước hết mình sẽ làm câu số 1 biểu đồ dưới đây cho biết số thí nghiệm khoa học của các bạn học sinh khóa lớp 4 đã thực hiện trong học kỳ 1. Giờ mình sẽ quan sát biểu đồ thì mình thấy là tháng 9 sẽ có 3 thí nghiệm. Tháng 10 5 thí nghiệm, tháng 11 3 thí nghiệm và tháng 12 2 thí nghiệm. Quan sát biểu đồ trên hãy trả lời câu hỏi cho các câu hỏi sau câu A. Trong mỗi tháng thì các học sinh khóa lớp 4 đã thực hiện bao nhiêu cuộc thí nghiệm? Thì mình nhìn dự biểu đồ mình thấy là tháng 9 sẽ có 3 thí nghiệm, tháng 10 5 thí nghiệm, tháng 11 3 và tháng 12 sẽ là 2 thí nghiệm. Như vậy các em trả lời như sau. Như vậy mình thấy là tháng 3 thì sẽ có tháng 9 sẽ có 3 thí nghiệm. Tháng 10 thì mình thấy là sẽ có là 5 thí nghiệm. Đúng nè. Tháng 11 là có 3 thí nghiệm. Tiếp theo là tháng 12 sẽ có 2 thí nghiệm. Giờ như là mình xong câu A, mình sẽ làm câu B. Tiếp theo là câu B. Trong tháng nào thì các học sinh khối lớp 4 thực hiện số thí nghiệm khoa học nhiều nhất? Thì mình nhìn qua biểu đồ cột thì mình thấy là cột nào cao nhất, cột này. Như mình thấy là tháng 10 sẽ có nhiều thí nghiệm nhất, đúng không? Như mình trả lời là trong tháng 10. Các học sinh khối lớp 4 thực hiện nhiều thí nghiệm nhất, đúng này. Như vậy là câu B các em trả lời là trong tháng 10 các học sinh khối lớp 4 thực hiện nhiều thí nghiệm nhất nhé. Tiếp theo là câu C, người ta hỏi trong tháng nào các học sinh khối 4 thực hiện số thí nghiệm khoa học ít nhất, thì mình thấy là cột thấp nhất sẽ là tháng 12. Cột này thấp nhất có nghĩa là tháng 12, đúng này. Nhưng mà trả lời là trong tháng 12. Trong tháng 12 các học sinh khối lớp 4 thực hiện ít cuộc thí nghiệm nhất. Như vậy là mình xong câu số 1. Câu số 1 kèm theo bài, cái xong hết video hãy kèm theo bài. Tiếp theo mình sẽ đến câu số 2. Cho bạn thống kê số lượng sâu mà nhóm bạn của robot đã bắt được vào buổi sáng sớm và mỗi buổi sáng trong tuần vừa qua tại vườn dâu của nhà trường. Như câu số 2 người ta nói là cho bạn thống kê số lượng sâu mà nhóm bạn của robot đã bắt được vào mỗi buổi sáng trong tuần vừa qua tại vườn dâu của trường. Ở đây mình sẽ có ngày thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6. Số con sâu là thứ 2 bắt được 15 con, thứ 3 là 12 con, thứ 4 là 28 con, thứ 5 là 15 con và thứ 6 là 20 con. Tiếp theo là câu A. Hoàn thành biểu đồ dưới đây bằng cách viết số hết hợp và dấu chấm.
Như vậy số con sâu đã bắt được, thứ hai bắt được 15, được này, mình sẽ viết số 15 ở đây. Thứ ba bắt được 12 con, viết số 12 đây. Thứ tư là 28. Thứ năm sẽ là 15. Và thứ sáu sẽ là 20. Giờ như vậy là mình xong câu A, mình sẽ làm tiếp câu B. Câu B người ta hỏi là dựa vào biểu đồ hãy viết câu trả lời cho các câu hỏi sau. Những người nào nhóm bạn của robot? Giờ tiếp theo là câu B, dựa vào biểu đồ hãy viết câu trả lời cho các câu hỏi sau. Những người nào nhóm bạn của robot bắt được số sau bằng nhau thì mình thấy là bằng nhau thì mình thấy là thứ hai và thứ năm sẽ bằng nhau. Đều có 15, bắt được 15 con sau. Đúng này. Như vậy câu này các em trả lời như sau. Vậy là những nghề nhóm bạn của robot bắt được số con sau bằng nhau là số sau bằng nhau. Thứ hai và thứ năm đúng này. Giờ như vậy là các em trả lời là những ngày nhóm bạn của robot bắt được số sau bằng nhau là thứ hai và thứ năm nha. Giờ tiếp theo là người ta hỏi là trung bình mỗi ngày nhóm bạn của robot bắt được bao nhiêu con sâu, thì mình tính trung bình của năm số này, mình lấy năm số này cộng lại và chia cho năm thôi. Đúng này. Như vậy câu C các em trả lời như sau. Như là trung bình mỗi ngày nhóm bạn của robot bắt được số con sau là mình sẽ lấy năm số cộng lại chia cho năm. Giờ như vậy là các em sẽ tính nhẩm như sau. Như là 15 cộng 15 là 30. 12 cộng 28 là 40. 30 cộng 40 là 70. Cộng 20 là 90. 90 chia 5 sẽ bằng 18. Như kết quả là 18 con. Như vậy là mình xong câu số 2. Câu số 2 các em hiểu bài, các em thích video hãy kèm hiểu bài. Giờ tiếp theo mình sẽ làm câu số 3, biểu đồ dưới đây cho biết số thành viên của câu lạc bộ bơi trong 6 năm đầu hoạt động. Câu A hoàn thành biểu đồ bằng cách viết số hít hợp và chữ chấm nhé. Giờ mình quan sát biểu đồ số thành viên của câu lạc bộ bơi. Năm thứ nhất thì mình thấy là cái cột này cao tới số 10, cái vạch số 15, 15, 15. Giờ cột này cao tới vạch 20. Cột này cao tới vạch 25. Cột này cao tới vạch 30. Cột này cao tới 35. Và cột này cao tới 40 thì các em ghi số 40. Được này. Giờ như vậy là mình các em ghi xong câu A, mình sẽ làm câu B. Giờ tiếp theo là câu B, dựa vào biểu đồ hãy viết câu trả lời cho các câu hỏi sau trong năm đầu tiên
Thì câu lạc bộ có bao nhiêu thành viên? Thì mình thấy là năm đầu thứ nhất là năm đầu tiên là sẽ có 15 thành viên. Đúng này. Như vậy câu này các em trả lời sao trong năm đầu tiên? Câu lạc bộ có 5 thành viên, có 15 thành viên. Đúng này. Như vậy trong năm đầu tiên thì câu lạc bộ sẽ có 15 thành viên. Tiếp theo là sau mỗi năm thì số lượng thành viên của câu lạc bộ thay đổi như thế nào? Tăng lên hay giảm đi? Tăng lên hay giảm đi bao nhiêu thành viên? Thì mình thấy là năm đầu tiên là 15, năm thứ hai là 20, có nghĩa là tăng thêm 5. Từ 20 lên 25 tăng 5. Như vậy mình thấy là cứ sau mỗi năm sẽ tăng thêm 5 thành viên, đúng không? Như vậy câu này các em trả lời như sao? Như là sau mỗi năm. Số lượng thành viên của câu lạc bộ tăng lên giờ. Tiếp theo mình trả lời là mỗi năm tăng lên 5 thành viên của nhà so với năm chín. Như vậy các em trả lời là sau mỗi năm thì thành viên của câu lạc bộ tăng lên và mỗi năm tăng lên 5 thành viên so với năm trước nhé. Giờ như là mình xong câu số 3, câu số 3 các em hiểu bài, xong hết video thì biết kênh hiểu bài. Giờ như là mình xong bài giảng hôm nay, các em khá giảng giờ hiểu bóng khích chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và em này chưa đăng ký kênh Thầy Liêm, kênh sau nó đăng ký bấm chuông để xem bài giảng mới nhất Thầy Liêm. Hãy chúc các em học tốt, tạm biệt các em nhé.